Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem cái cách mà mình set up cái vật liệu lọc vô cho cái bộ thí nghiệm của mình nha. À, các bạn lưu ý bây giờ mình đang dùng một cái lọc keo xanh của hãng Sunsun, thì các bạn hãy xem cái clip này giống như là một cái clip mà set up một cái bộ lọc keo luôn đó nha các bạn. Thì và đây là mình sử dụng hai bộ lọc, và đây là bộ lọc bio dùng để khử nitrat. Thì lọc này nó là chứa được 100 ml vật liệu khử nitrat các bạn. Nó chứa được 100 ml dùng để khử nitrat và B4 luôn. Nhưng mà trong cái trường hợp này, trong cái cặp thí nghiệm đầu tiên này của mình á, thì chủ đạo là thằng Stability, cho nên là nó không có chú trọng vô cái thử B4. Cứ gắn vô đi. Bao nhiêu đây vật liệu lọc là nó đủ cần thiết cho một cái bể 40 lít nước các bạn. Mà cái bể này thì chỉ có 25 lít thôi. Ở đây các bạn thấy nitrat này có vẻ hơi cũ, tại vì cái nitrat này á là tái sử dụng của một cái bể, nói chung là mình đã để rất là lâu rồi, mình không có xài. Gần như là dạo này thì mình chỉ có xài trong cái bể Tesla của nitrat thôi, còn những cái bể kia là mình dẹp hết trơn rồi. Tại vì cái bộ lọc nitrat á, cái bộ lọc mà mình có kỳ sinh á, nói cho các bạn bộ lọc nó mau hư quá. Rồi khi các bạn phân bổ hai bên, mỗi bên 50 rồi thì được. Đấy nha, 100 ml là xử lý được cho 40 lít nước luôn á. Mà đây đang kết hợp tới 3 vật liệu lọc. Do đây là thí nghiệm sinh học cho nên là không có sự tồn tại của vật liệu lọc hóa học vô trong đây để mà nó giảm đi cái kết quả thí nghiệm của mình xuống. Nó đầy quá không ta. Đây, coi như đây là quy trình setup của một cái bộ lọc bio cho hồ tép và một cái bộ lọc khử NO3 và B4 cho một bể tép, một bể thủy sinh có công suất dưới 100 lít. Nếu mà công suất mà từ 80 lít đổ xuống, từ 40 cho tới 80 lít thì các bạn sử dụng cái thằng mà QS 200, thì thằng này có QS 100 nè. Cái bộ lọc này thì nó không cần sửa. Máy lắp của mình thì đang sạc. Đợi. Đây, mình xài cái loại của Sunsun, cái loại mới nhất SXBL300. Thì thằng này công suất nó hơi mạnh so với cái hồ của mình, nhưng mà thôi có nào phải nấy. Cái thằng này thì mình đã lấy ra một lần thì mình thấy là nó có như là nó có dầu trong đây các bạn, để nó bảo quản máy á, thì các bạn nhớ rửa nha, chứ sợ bỏ vô trong hồ cá nó không có lại có chuyện nữa. Mình có rửa sơ rồi, rút ra cái là nó đi hết rồi. Đây thì đây là cái đường nước vô nè các bạn, bên đây là cái đường nước vô nè. Thì theo cái đường nước vô đó, các bạn sắp thứ tự vật liệu lọc nha, tức là đường nước vô nó sẽ phải đi qua matrix trước, rồi nó mới đi qua cái matrix bond, hoặc là nó đi qua cái size M trước qua size L, tức là những cái cục lớn như thế này. Thì các bạn bỏ phía sau đường nước. Đây, 100 ml thì có vài cục như thế này thôi. Sẽ bỏ cái này vô trước nè. Đó, còn đây 100 ml matrix nè. Ta lộn ra website mà rửa hết trơn các bạn. Mình rửa hết rồi thì mình cứ bỏ vô thôi. Rồi. Đó, đối với các bạn nào mà sử dụng những cái có thêm một cái vật liệu lọc hóa học á, thì các bạn có thể bỏ thêm một ít than hoạt tính hay matrix carbon hay là bulgen hay hybrid đây, nhưng mà với những cái bộ lọc mà nó bé xíu 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 như thế này thì khả năng là cao là không đủ rồi. Khả năng cao là không đủ rồi các bạn. Như thế này đúng ta, đúng là như thế này. Này sao ta? Không, mình không nhớ cái thứ tự mà để cái này vô hộp cản, để đợi. Như để đợi là nó bị cấn rồi. Rồi, như thế này, ép dầu ép mỡ chút xíu nha. Rồi. Đó. Sau mỗi cái lần thí nghiệm thì mình sẽ sau mỗi một cặp vi sinh thì mình sẽ thay hết toàn bộ vật liệu lọc nha các bạn, thay mới luôn nha. Thay mới nha, vật liệu lọc đây thì nhiều lắm, không có thiếu đâu. Đó, thì coi như mình set up xong, còn cái phần còn lại đi đường ống thôi. Thì cái này cũng dễ thôi. Cái này cái hút mặt này thì mình không cần. Tại vì hồ này thì nó chỉ có chất dinh dưỡng, chỉ có cá, chỉ có vi sinh vi ơ gì hết. Đó, cho nên là mình cũng không có cần những cái đó. Rồi. Đường này đường in đường ao. Đó. Sơ sơ được rồi, để cho nó có một đường nước ra, một đường nước vô là được rồi. Rồi sau khi mình đã gắn hết toàn bộ cái hệ thống lọc vô thì các bạn thấy cái bể như thế này, bể này 25 lít nước, thì các bạn có thể thấy lọc vô bên đây và cái lọc bên đây. Các bạn nên để điều khiển cho cái luồng này nè, nó chéo qua đây, nó chéo qua để làm gì các bạn biết không? Hãy để cho cái lọc bio, tại vì nitrat và B4 là những cái thứ mà nó xử lý sau cùng ở trong một cái bể theo một cái chu trình iter. Do đó các bạn hãy để cái luồng nước nó đi qua đây để cho cái lọc này nó để xử lý amoniac với nitrit rồi, thì đó là cái nguyên tắc hoạt động. Thì sau mỗi một cái buổi thí nghiệm một cặp vi sinh thì mình sẽ set up lỡ hết, thay hết toàn bộ nước và set up lỡ hết, vệ sinh hết những cái máy lọc này và đổi hết toàn bộ vật liệu lọc, và mình thêm nước là nước hoàn toàn nước RO với đầu vô là pH bằng 7, GH bằng 4 và KH bằng 2.
nha các bạn. Đầu vô là nước RO hoàn toàn và không xài nước máy nước giếng, cho nên là không cần khử kim loại nặng hay clo gì hết, tại vì nước RO. Và sau đó mình sẽ, đây là 25 lít nước, và sau đó mình sẽ thêm 20 lít dinh dưỡng để mà cycling của hãng Rewell này. Thì mình sau khi mình thêm 20 lít này, mình sẽ để 1 giờ, sau 1 giờ đó mình sẽ test lại coi cái chất ban đầu nó là bao nhiêu. Thì đó, chất ban đầu nó là bao nhiêu. Thì đó là cái quy trình mà mình chuẩn bị ở buổi đầu những cái buổi mà thí nghiệm của mình. Đó, cho nên là các bạn hãy xem xét cái, những cái điều trên đây. Đó, bây giờ mình sẽ rút 20 lít nha. 20 lít. Rắc đều vô các bạn. Cái này trong cái hỗn hợp này nó bao gồm cả amon nhắc và B4 và cả nguồn carbon luôn. Tại vì nitơ, amon nhắc nó sẽ chuyển từ cái amon nhắc sang nitrit, từ máy xăng sang nitrat qua tới khí nitơ là hoàn thành chu trình nitơ, và nó phải có B4 để hoàn thành chu trình B4, mà nó muốn có hai cái đó thì nó có cả carbon ở trong đây để cho đủ một cái lượng để mà vi sinh xử lý. Thì cái này sau 1 giờ mình sẽ sắc, mình sẽ đo, mình sẽ test hết toàn bộ những cái mình chỉ test hai chỉ số thôi các bạn, mình chỉ test cái NH3 và mình chỉ test NH3 và B4 thôi. Vào đầu buổi mình sẽ test NH3 và NH3 và B4 để mình xem xác định cả hai thằng đó ban đầu bao nhiêu. Sau mỗi đợt cycle xong thì mình sẽ test lại hết toàn bộ chỉ số, gồm có ba chỉ số chu trình nitơ là NH3, NO2, NO3 bắt buộc. Hai chỉ số ban đầu phải bằng công, và cái thằng NO3 thì nó phải là dưới 5. Nó phải dưới 5 nha các bạn nha. Theo cái quy trình cycle này nó phải dưới 5, và B4 thì nó phải dưới là 0.03 nha các bạn, nó phải dưới 0.03 thì nó là hoàn tất hết cái chuẩn của cái chu trình mà cycling này đó. Nhưng mà B4 dưới 0.03 thì chỉ áp dụng với những vi sinh mà thử được B4 nha, đối với instability thì không áp dụng được cái thằng này đấy. Thì mình sẽ cho